Có chị Tâm ở đây thì bảo ta người lớn mà nó chẳng con. Đấy một có ớt 2 lít. Đấy. Chấp dưới ra. Ui gần cửa ấy. Anh chắc. Nhắm mắt nhắm mũi lại. Bịt hai tay lại. Nhai à thôi. Nhai à thôi. Luôn rồi nhai. Anh Sơn đang làm cú lắm đi giả rồi. Mày vẫn dành. Nó làm 2 lít đánh em mình rồi. Nhai tiếp. Tôi đi. Mày lên ngay một quả ớt vào mặt mày đấy hả cú? Hả? Mày đã cào uống nước rồi này. Chưa. Cào nước từ tay. Mày sang 2 lít cho nó đi dưới nó đi. Thảm họa quá. Ăn nổi vào đi, ăn nổi vào đi. Mày ăn nổi vào mà chết. Ăn nổi vào nữa. Cào một quả ớt. Mày kiếm tiền dễ đấy nhở? Nào. Bản lĩnh thật, anh không ngờ phải bản lĩnh như thế cú ạ. Thôi sang tiền nó đi nhanh lên. Anh Tâm mượn tiền đưa không? Sang tiền cho nó đi. Thôi đưa không? Thôi mượn 600 rồi. Ôi trời ơi. Ý đưa đốt. Tiền đưa không? Đi. Đưa tiền đây kìa. Rồi mày gây đi. Được quá, ăn được quá. Nếu mà dần dần mình sẽ ăn được quen được ớt đấy, cún ạ. Nó quay thế rồi.